em ngước lên cho bác sĩ nhìn hai cái lỗ mũi ha, em nhìn ở đây giùm bác sĩ. Lỗ mũi bên phải to hơn lỗ mũi bên trái. Thứ hai nữa là cái sống của mình á là nó lệch qua ở bên trái ha. Và mỏng từ ở trên này, em thấy trên này mỏng và đầu mũi cũng mỏng luôn. Và cái đầu mũi cũng lệch qua bên trái luôn. Em hạ cầm xuống. Em thấy cánh mũi bên trái cao, cánh mũi bên phải nó thấp. Ha. Rồi. Hiện tại giờ là em thích sao ha? Dạ em thích là cho nó không bị lồi cái sụn ra, với lại nó thẳng và suông, với lại nó gọn cái mũi dài xíu nó sẽ cái thẳng cái mũi này lại thì bác sĩ sẽ làm mũi cấu trúc nó dựng cái trụ lên. Và nó sẽ thẳng lại ha. Còn cái da này nè, nó mỏng thì muốn dày lên thì bên bác sĩ phải đắp cái megadim. Rồi cái phần cái xương này nè, em có gồ lên xương, bác sĩ sẽ đục cái xương bên gồ bên phải một tí. Đục cái này ha. Đây em sờ lên đây em sẽ thấy, em sờ lên đi. Dạ đúng rồi. Lúc trước là em có một cái gồ ở đây ạ. Rồi. Thì cái phần còn cái phần da mỏng này bác sĩ đắp megadim lên thì nó dày lên. Dạ. Còn cái cánh mũi này nè, em muốn gọn lại là bắt buộc mình phải cắt cánh mũi. Cắt thôi. Cắt thì nó mới gọn lại. Em nhìn đây nè. Cái hình của em mà đưa cái hình em mà thích á, phải không? Là chị đó lúc trước cũng làm lại luôn á. Thì cái hình này thích đó, thứ nhất là ở giữa hai mắt nó cao lên ở đây, nhìn đây. Em thấy ở đây nè, em đây rất là xa cho nên ở đây phải cao lên. Cao lên khoảng cỡ này nhìn ha. Thì đầu mũi cũng cao lên một tí nữa. Thì nó ra được cái dáng mũi này ha. Nhưng nếu mà cao như vậy thì nó có dễ bị lộ sống không bác? Thì càng cao chừng nào thì cái tỷ lệ lộ sống nó càng nhanh hơn chừng đấy và nhiều. Vậy mình làm theo tác được không? Là ít lộ sống hơn đó. Thì cái da của mình mỏng nên mình sẽ đắp một miếng mega lên rồi thì nó khả năng lộ sống nó cũng ít. Thì á, nữa làm này thì hơi cao hơn của em một tí thôi. Rồi, còn ở bên đây. Bên đây thì cái vách ngăn của em á là nó bị lệch qua bên phải ha. Cái vách ngăn của em thì lệch qua bên phải một tí. Ở dưới thì lệch qua bên trái. Nè, cái xương gồ đây mình thấy rõ ha. Đây, xương đây ha. Rồi. Còn cái đầu mũi này lệch qua bên trái. Acetone chuyên sâu nâng mũi.